Xin chào mọi người nha. Hôm nay đến với kênh của mình. Hôm nay mình dọn dẹp cái vườn đu đủ. Hôm giờ mình thu hoạch á. Bây giờ mình bấm nè. Bấm mình bỏ. Bỏ để mình làm vụ mớ. Đu đủ này trái thì nó cũng còn nhiều chứ mà nó nhỏ. Nhỏ xíu à. Nó già rồi. Mình phá để làm... làm lại đu đủ đồ tơ, làm thứ khác chứ già quá rồi, trái nó nhỏ với lại nó không ngon. Mấy hôm mình cũng quay hái đồ đó, trái ngon, trái bự bự không, trái mướt mới đi xa được, đi thành phố rồi được. Giờ mình bấm dọn dẹp. Trái nó cũng nhiều lắm, chứ không phải nó ấy không, nhưng mà trái nó nhỏ, nó sượng, nó già rồi, trái nó sượng, nó không ngon nữa, nó không như hồi tơ. Mình thử mình phá để làm lại vụ khác. Nó thấy trái cũng còn nhiều mà, nhiều cây, mấy cây đó hồi đó mình dặm sâu á, trái nó hơi nhiều hơn. Còn mấy cây mà mình trồng trước thì trái nó hái hết rồi. Bấm gốc rồi. Bấm cho nó sức gốc ra, đó nữa mình rinh đi liền. Làm thì lâu chứ phá thì mau. Cây đu đủ nó mềm lắm, bấm nó mềm xốp à. Nó không phải như mấy cây kia, nó cứng, thấy nó bự vậy mà nó mềm sợ à. Nó bấm cái nhẹ nó ngã. Mọi người theo dõi kênh mình, ủng hộ cho mình nha. Nhớ like và đăng ký cho mình có động lực. Mình quay nhiều cái video bổ ích đồ cho mọi người chiêm ngưỡng. Nhiều lúc mà rảnh rỗi rồi mở coi chiêm ngưỡng. Dùng này dùng kia có những cái gì. Ở quê mình thì trồng đủ loại nho, táo đủ loại. Đu đủ này nó già rồi, bây giờ mình phá. Bấm nhanh, bấm nãy giờ mà quá trời ha. Đám đu đủ này hồi đó thu cũng nhiều rồi, thu mấy tháng trời rồi mà chứ đâu phải ít đâu. Bây giờ nó già rồi mình phải phá làm cái khác. Nhìn nó còn xanh rồi vậy chứ mà trái rồi nó sượng rồi, nó không có còn mướt mát nữa. Bắp ngã xuống hết nha. Đỡ nữa mình mưa giác đi liền. Bấm nhanh lắm. Đủ mềm sụp. Mọi người sẽ theo là nhớ ủng hộ cho mình nha. Mình quay phong cảnh rồi trồng trọt rồi ấy. Vùng quê có gì mình cũng quay cho mọi người chiêm ngưỡng. Quay mở thứ một chút cho mọi người thư giãn mở coi. Quay rộng, bấm nãy giờ sao ngã xịp lép hết rồi. Bấm sớm giờ ngã hết rồi. Khúc này bấm xong rồi nè, khúc này bấm xong ngã xuống á, đỡ nữa mới kia mình ấy. Bây giờ mình rinh đi liền nè,
Rình vậy mình bỏ vô bìa vậy hả? Nó trái ra thấy trái rớt xuống dưới không? Nhưng mà trái đó nó cũng sượng hết rồi, trái thấy nó nhiều xanh rồi vậy chứ mà nó sượng. Nó không còn ngon nữa đâu. Rình mình bỏ vô bờ ranh nhé. Dẹp dọn trống trơn ra để làm vụ khác. Nó thấy trái rớt đất nhiều quá không? Mà trái đó ăn nó không ngon nữa đâu, nó không như hồi to đâu, nó thành thử người ta mua người ta cũng chơi. Nó to, cây to nó lên trái nó mướt nó ăn nó ngon chứ. Cây này nó già rồi thu hôm giờ cũng nhiều rồi. Thử mình dẹp dọn ấy. Rình bỏ bờ rào vậy. Chắc hết bờ rào, chắc xét xét đó. Chắc xét vô đó để cho máy rồi nó cày. Đây đám ớt của người ta nè, xét bên nè. Thường mình quay bấy nhiêu vậy thôi. Mong mọi người xem và đăng ký kênh cho mình. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh mình. Chúc mọi người mạnh khỏe.